Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh HTV9 vào lúc 12:30. Thưa quý vị, trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về một nỗi trăn trở của những chị em phụ nữ. Ai cũng muốn mình càng ngày càng xinh đẹp hơn và muốn mọi người lúc nào cũng khen ngợi ngoại hình của mình. Nhưng để làm được điều đó thì cần rất là nhiều sự chăm sóc, sự thay đổi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một khách mời đã trải qua rất nhiều những lần thay đổi ngoại hình để đến với một dung mạo xinh đẹp hiện tại. Và hãy cùng chào đón chủ đề những lần thay đổi ngoại hình táo bạo để thành công với khách mời ca sĩ Lê Xuân Nghi. Xin chào Thúy Vân và xin chào tất cả khán giả của chương trình Son Môi Đỏ. Thật sự là khi mà được ngồi với chị ở đây ngày hôm nay và nhìn thấy chị như thế này thì em không có hình dung được là mình đã từng đối diện với những lần thay đổi trước như thế nào. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn cho khán giả biết cái ngoại hình nó đã ảnh hưởng tới mình ngày xưa ra sao không ạ? Khi mà chị mới bước vào nghề thì lúc đó chị chưa có biết chăm chút bản thân mình, chưa biết sửa soạn. Thứ hai nữa là mình cũng có những cái khuyết điểm trên cơ thể mà làm cho mình hạn chế cái việc mà phát triển nghề nghiệp. Thì lúc đó mình còn quá trẻ, mình chưa biết phải làm gì. Thì sau một khoảng thời gian băn khoăn thì chị quyết định là mình thay đổi tí xíu. Tại vì chị nghĩ là bây giờ mình cứ như vậy thì cái sự nghiệp mình nó cũng chỉ tàn tàn vậy thôi. Thì bây giờ mình thử mình cố gắng thay đổi một lần như xem như thế nào. Thì cái lần quyết định đó nó đã mang đến cho chị cái ngoại hình như ngày hôm nay. Và thực sự đó là một cái quyết định rất là liều lĩnh, có thể nói là liều lĩnh nhất trong cuộc đời của chị. Và đến bây giờ chị cảm thấy rất là hài lòng với cái quyết định đó của mình. Lúc đó thì cái nguyên nhân nào là nguyên nhân lớn nhất? Từ chính mình hay là từ áp lực của khán giả, hoặc là một nguyên nhân khác? Áp lực từ khán giả thì nó cũng chưa chính xác lắm. Tại vì thực sự trước khi mà chị quyết định đó thì cũng có những cái lời mời của những cái nơi người ta muốn giúp cho mình trước đó rồi. Nhưng mà tại vì chị nhát gan lắm, đến một ngày tự nhiên chị giống như mình có một cái suy nghĩ khác đi một tí xíu, là mình nghĩ là bây giờ mình thử một lần, mình liều một lần thử xem. Bây giờ mình chỉ cần mình vượt qua cái nỗi sợ này thì mình sau này mình không còn có sợ gì hết nữa. Thì lúc đó chị quyết định làm. Khi mà chị quyết định á, là mình sẽ phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi ngoại hình của mình. Thì cái khoảng thời gian trước đó, cái yếu tố nào hay là có một cái lý do gì mà làm cho chị quyết định bây giờ mình phải thay đổi? Cái lý do quan trọng nhất là chị muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Và lúc đó khi mà mình nhận ra là cái việc mà biết trang điểm, biết sửa soạn, biết làm đẹp cho mình là một cái việc rất là quan trọng trong cái ngành nghề này. Mà mình muốn theo ngành nghề này thì mình bắt buộc mình phải thay đổi về ngoại hình của mình. Mà trong khi dụ như là người ta đẹp sẵn rồi thì người ta chỉ cần make up lên, người ta chỉ cần thay đổi một tí xíu thôi. Còn bản thân mình là cơ bản là mình đã không được đẹp, thì mình phải thay đổi một cái gì đó nó lớn hơn để mà mình có được một cái điều gì đó nó cũng lớn hơn. Chị chia sẻ em mới biết được là cái ngoại hình nó cũng đã một cái phần nào làm mất đi một số cơ hội của mình. Thì cái cảm giác của chị lúc đó là mình mất những gì? Khi mà chị đạt được cái giải Wonder Voice, lúc đó là chị còn trẻ và chị chưa có biết gì về showbiz hết. Nghĩa là chưa biết là làm nghệ sĩ là phải như thế nào, phải có stylist, phải có PR, phải có người làm truyền thông, make up, phải có ekip hay gì. Chị lúc đó chị hoàn toàn chứ không biết. Kể cả khi mà chị đạt giải Wonder Voice rồi, chị vẫn không biết mình phải làm cái gì. Chị chỉ biết ai mời đi hát thì mình đi hát thôi. Tại vì lúc đó mình đã có mang cái danh đó rồi, thì ai cứ mời đi hát thì mình đi hát thôi. Sau đó thì khi mà mình bắt đầu mình đi hát, tự nhiên bẵng một thời gian, khi mà những cái mùa tiếp theo hay những cái cuộc thi khác, người ta quên bẵng đi mình. Và lúc đó mình không có làm gì hết. Cho nên là mình mất đi rất là nhiều cơ hội. Mặc dù lúc đó The Voice ra là rất là nhiều người biết tới chị. Cái gì nó cũng phải có quá trình. Và trong cái quá trình đó có thể chị có thất bại, chị có những cái mất mát, nhưng mà đổi lại chị có được những cái kinh nghiệm để mà khi mà chị trưởng thành hơn, chị hiểu được hơn và chị phát triển được cái nghề nghiệp cũng như là cái chuyên môn của mình hơn, thì chị thấy bây giờ chị cũng gọi là khá là hài lòng với những cái gì chị đạt được. Vậy thì cái việc mà mình thay đổi ngoại hình đó nó đã mang lại cho chị những gì? Đầu tiên là khi mà mình
ra đường á, thường mọi người cũng khen ngợi mình hơn. Rồi mỗi lần mình úp hình Facebook này kia thì tình hình cũng nhiều lượt like hơn chẳng hạn. Rồi các anh chị bầu show người ta cũng chú ý đến mình hơn. Rồi chị cũng tham gia những cái game show, những cái chương trình. Chị phải công nhận là trong cái ngành nghề này, cái ngoại hình nó thực sự rất là quan trọng. Khi mà mình có ngoại hình thì tự nhiên cái cơ hội nó cũng tìm đến với mình nhiều hơn. Ngoại hình không phải là bạn sinh ra đã là đẹp. Cái ngoại hình ban đầu của họ chỉ khoảng 4-5 điểm thôi. Nhưng mà nhờ mình biết chăm sóc, mình biết nuôi dưỡng cơ thể của mình thì mình lên được 7-8. Thì đó cũng là một cái cách để mà mình tôn trọng, trước tiên là bản thân mình yêu quý bản thân mình và tôn trọng người xung quanh của mình. Nhưng mà khi nói về phẫu thuật thẩm mỹ đó, thì thật ra vẫn còn khá nhiều người họ có một cái tâm lý e dè và thậm chí là bài xích. Quan điểm về phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ nó cũng rất là thoáng rồi. Một người mà đứng ở ngoài cái ngành nghệ thuật, người ta nói vậy thì mình không trách. Nhưng nếu mà một người đứng ở trong ngành nghệ thuật mà nói là xấu tự nhiên đẹp nhân tạo rồi. Chị nghĩ cái việc phẫu thuật thẩm mỹ nó không xấu, quan trọng là cái phương pháp mình chọn. Mình phải hiểu bản thân mình là mình cần sửa cái gì, chứ không phải lúc nào theo cái trào lưu thấy người ta sửa cái mũi đẹp quá, ngày hôm sau đi sửa cái mũi giống người ta, thấy người nọ sửa mắt đẹp quá, ngày hôm nọ đi sửa mắt giống người ta. Chính vì những cái tư tưởng như vậy làm bản thân mình bị lậm vào phẫu thuật thẩm mỹ, mà cũng làm cho mình càng ngày càng khác xa đi, mà nó khác theo cái mức độ mà tiêu cực đi. Chứ mà nhiều khi mình nghe lời người ta rồi về tự nhiên mình thành một người hoàn toàn khác đi thì rất là không xong. Đúng là cái yếu tố ngoại hình là một cái yếu tố nó rất là quan trọng. Nhưng mà nếu như mình quá lạm dụng những cái phẫu thuật thẩm mỹ thì thành ra là mình lại trở thành nghiện. Đúng rồi. Và nó không còn là mình nữa, mà nhiều khi có những người họ không lựa chọn những cơ sở uy tín thì nó lại tiền mất tật mang nữa. Em nghĩ là phẫu thuật thẩm mỹ thì nó không hề xấu, thậm chí là đối với nhiều trường hợp á, nó còn giúp cho người ta thay đổi cả một cuộc đời đấy. Đến với cái chủ đề lần này thì chị cũng hy vọng là mình có thể giúp cho khán giả khai thác được nhiều hơn những cái thông tin về cái khía cạnh làm đẹp. Tại vì bây giờ có rất là nhiều những cái hình thức làm đẹp mà nhiều khi mình không có áp dụng phù hợp với bản thân mình thì mình sẽ làm cho bản thân mình không những không được đẹp mà nó sẽ càng nó bị xấu đi nữa. Mấy năm trời chị em mình mới gặp lại nhau từ lúc còn trong trường. Hình như đó cũng là cái lần cuối mà em được nghe chị hát live. Thôi thì lâu lắm rồi hai chị em gặp nhau. Chị hát live cho em nghe với lại khán giả nghe. Này là con non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Và em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vì hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến đây cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em đã mang một mối tình. Biết em thế nên có hoa thật là dễ thương. Hay quá. Một lần nữa rất là cảm ơn chị Nghi đã đến với chương trình Son Môi Đỏ. Và như chia sẻ của ca sĩ Lê Xuân Nghi, hy vọng là qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì sẽ giúp cho chị em phụ nữ chúng ta được truyền cảm hứng để mỗi ngày chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn, hoàn thiện ngoại hình hơn. Và nếu như quý vị có lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ thì đó cũng là một điều hoàn toàn bình thường và giúp cho chúng ta tự tin hơn. Nhưng mà hãy lựa chọn những cơ sở có uy tín và hãy tư vấn với những chuyên gia, những bác sĩ để chúng ta chọn lựa những phương pháp phù hợp với bản thân mình. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Son Môi Đỏ ngày hôm nay. Xin chúc cho chị em phụ nữ lúc nào cũng xinh đẹp, thành công và ngày càng hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.